Thưa quý vị, mùa hè thường là thời điểm diễn ra các giải đấu trẻ. Thế nhưng năm nay thì do tình hình dịch bệnh vậy nên kế hoạch để tổ chức những giải đấu này cũng đã phần nào bị ảnh hưởng. Đây là điều mà các vận động viên trẻ cần phải thích nghi dù trước đó đã tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho những giải đấu mà mình có thể tham dự. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với ghi nhận từ một buổi tập của đội tuyển cầu lông trẻ quốc gia đang tập luyện tại Đà Nẵng. Như thường lệ, giai đoạn từ tháng 5 tới tháng 7 luôn rất bận rộn với các tay vợt cầu lông trẻ. Với những giải đấu như vô địch trẻ quốc gia hay thanh thiếu niên toàn quốc. Nhưng đến giờ thì tất cả các giải đấu đều phải hoãn thời gian tổ chức. Vận động viên tiếc nuối, huấn luyện viên thì đau đầu với việc điều chỉnh giáo án tập luyện. Và quan trọng không kém là công tác làm tâm lý cho các tay vợt trẻ. Hầu như các vận động viên trên toàn quốc đều bị ảnh hưởng về tâm lý về cái dịch bệnh này. Các em rất là háo hức khi một năm trời các em đã chuẩn bị cho một cái mùa giải. Nhưng mà dịch bệnh nó rơi vào đúng cái mùa giải thì các em bị hoãn lại, cho nên là tâm lý các em hơi bị hụt hẳn. Không quá khó hiểu vì với đa số các tay vợt đội tuyển cầu lông trẻ quốc gia đang tập luyện tại Đà Nẵng, đây mới là giải đấu đầu tiên trong năm. Giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc tháng trước chỉ có một số ít được tham dự. Giờ thì trọng tâm với các vận động viên sẽ phải thay đổi. Một mặt vừa duy trì tập luyện, vừa chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm học. Đặc biệt là những tay vợt năm nay sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông như Mai Thị Hồng Thò. Sau khi tốt nghiệp thì em có tập buổi sáng như này, buổi chiều này thì tối về em sẽ học buổi ôn thi sau ạ. Dù chưa được thi đấu nhưng các tay vợt tại đội tuyển cầu lông trẻ quốc gia vẫn rất bận rộn với các kế hoạch của mình. Cảm giác tiếc nuối giờ được gạt sang một bên và hy vọng về những điều tích cực phía trước. Mùa giải năm nay với các tay vợt trẻ sẽ bắt đầu muộn hơn và tất cả đang rất nỗ lực để thích nghi với một chu kỳ mới.